Xin chào các bạn ha. Thì lâu quá không có chia sẻ với các bạn ha. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn một vài điều về cuộc sống ha, về con đường tương lai, con đường sự nghiệp với các bạn ha. Thì thông thường các bạn muốn có một cái tương lai tốt, một cái cơ hội nghề nghiệp tốt ha, thì cái video này đặc biệt là mình gửi đến các bạn sinh viên sắp ra trường ha, các bạn sinh viên còn đang ở trên ghế nhà trường ha. Thì các bạn ơi, người ta kêu là cái sự học là học cả đời các bạn ha, cho nên kiến thức của mỗi chúng ta thì nó rất là nhỏ bé so với kiến thức chung của xã hội ha. Thì chúng ta cố gắng mà chúng ta phát huy, chúng ta trau dồi cho mình kiến thức thật nhiều thật càng tốt các bạn ha. Thật sự thì các bạn biết nhiều quá nhiều thì nó cũng không tốt các bạn ha. Thì các bạn phải biết chuyên sâu một lĩnh vực, một vài lĩnh vực nào đó, thì khi mà ra trường thì cơ hội doanh nghiệp của chúng ta mới cao được các bạn ha. Chứ thông thường bây giờ các bạn trẻ á, thật sự đối với các bạn trẻ nào mà có cái điều kiện ha, thì các bạn chỉ đi học thôi, và các bạn được đi học thêm ở các trung tâm, ở các lớp, thì cái cơ hội các bạn rất là tốt ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà đối với những các bạn trẻ mà không có cái điều kiện kinh tế ngay từ đầu là khó khăn, thì chúng ta phải đi làm thêm. Cái việc đi làm thêm nó sẽ làm mất thời gian của chúng ta khá là nhiều các bạn ha. Và khi mà chúng ta, cái quỹ thời gian của chúng ta khi mình nó quá ít thôi các bạn, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lo được nhiều thứ được ha. Cho nên nó là sao? Cho nên nó là các bạn trẻ mà không có điều kiện thì chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều ha, cực kỳ nhiều ha, để chúng ta bù đắp vào cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho việc đi làm thêm để kiếm tiền để trang trải cuộc sống ha. Thì thật sự thì cái tương lai thì không ai biết trước các bạn, thật sự khó biết trước tương lai lắm. Nhưng mà chúng ta trang bị cho mình những cái hành trang, những cái phương tiện, những cái kiến thức cần thiết ha, để chúng ta tự tin chúng ta bước vào đời ha, tìm cho mình một cái công việc tốt ha. Thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng thôi các bạn ha, không có gì đâu mà căng thẳng ha. Cái việc mà các bạn học một cái môi trường rất là tốt, chẳng hạn như ở đây mình chỉ bằng cái bách khoa các bạn ha, thực sự cái việc mà các bạn học một môi trường tốt, một môi trường tuyệt vời, chưa chắc các bạn là tuyệt vời, đó là điều gì đúng rồi. Tại vì sao? Nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí các bạn ha, kiến thức các bạn ha. Không thể nào mình đánh giá mọi người đều mà cào đầu là thầy tu được các bạn ha. Không phải ha, quan trọng là cái nội lực của chính bản thân các bạn ha, đó mới là cái điều quan trọng các bạn ha. Thì đối với cái việc học thì cái kiến thức bao la đấy, các bạn càng học các bạn cảm thấy hứng thú các bạn. Và thông thường lúc đầu tiên chúng ta sẽ không có cái hứng thú đâu, khi chúng ta làm được một vài cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là ok, nó thực sự nó cũng dễ dàng, thì chúng ta mới có được cái niềm phấn khởi các bạn ha. Chính cái niềm phấn khởi đó nó mới giúp chúng ta là có được cái niềm đam mê ha. Khi mình có niềm đam mê chúng ta học rất là dễ, mọi thứ nó nên rất là dễ dàng ha. Cho nên là gì? Cho nên là mọi thứ được người ta nói là vạn sự đó, nó đều do là khởi đầu nan các bạn ha. Cái việc khởi đầu mọi gian nan nó làm gì để tôi luyện cho bản thân chúng ta các bạn ha. Khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng thì cái thành công là sớm muộn thôi các bạn ha. Đó, nên cái điều đó không cần gì đâu phải vàng đề các bạn ha. Thì mình sẽ nói riêng với cái phần mà đối với, tại vì bản thân của mình đó, bản thân của em thì nó ở cái lĩnh vực điện tử, cho nên là em sẽ chia sẻ với các bạn xuyên suốt về cái lĩnh vực điện tử các bạn ha. Nó cũng có gần một công nghệ thông tin đấy, thì em chia sẻ về cái mảng đó luôn các bạn ha. Riêng đối với thì đối với điện tử các bạn á, thì hiện tại đang là xu thế lập trình nhóm các bạn ha. Chúng ta hơn các bạn công nghệ thông tin ở điểm nào? Chúng ta ở điện tử, chúng ta hơn các bạn công nghệ thông tin ở điểm là chúng ta có được cái kiến thức phần cứng khá là tốt các bạn ha. Thực sự tốt, nó nếu mà học trong trường đại học thì nó cũng đủ các bạn. Các bạn phải tự tìm hiểu thêm rất là nhiều ha. Thì cái lập trình phần cứng á, thì để mà lập trình tốt, để mà các bạn có thể xin việc nghề nghiệp tốt, các bạn cần những cái gì các bạn? Chúng ta phải lập trình được con BIC này, con AVR, con ARM, con RAPPERY, con Arduino các bạn ha.
Các bạn ha, và các bạn phải cố gắng làm việc thật thật sâu thật tốt bạn ha, làm thật nhiều dự án, thật nhiều cái sản phẩm cho bản thân mình thì các bạn mới có được những cái giá trị dành riêng cho bản thân mình được các bạn ha. Để mà được để mà các bạn mà có được cái mức lương tốt thì bạn cần phải học nhìn được các bạn, ngồi lập trình C, C cộng cộng các bạn ha, Java, Python, PHP, lập trình kết nối cơ sở dữ liệu các bạn ha, C# ha, C# hoặc VB các bạn ha. Nếu các bạn học được hai cái càng tốt á, mình thì mình thích C# hơn ha. Ở MATLAB thì các bạn ha, thì cái MATLAB này ở bộ phòng trường rất là cao các bạn ha, cái MATLAB thì nó tuyệt vời lắm, nhưng mà thật sự mà để sinh viên mà nghiên cứu của MATLAB thật là khó mà ha. Cái MATLAB tại sao tuyệt vời các bạn ha, các bạn thấy thông thường mà làm đồ án là tiến sĩ họ dùng MATLAB tại vì sao, chính vì sự tuyệt vời của nó các bạn ha. Và chúng ta học thêm lab view nữa các bạn ha, dần dần thì cái việc học thì tích lũy tích nghĩa tích lũy lâu dần thì nó sẽ có được cho mình một cái hệ kiến thức ổn rồi ha, chứ không thế nào mà tự nhiên một sớm một chiều bạn học một hai ngày một hai tháng các bạn có được một cái hệ kiến thức đầy đủ là vô lý các bạn ha, cái gì còn quá trình đó ha. Khái quát sơ sơ các bạn ha, lâu lâu chia sẻ các bạn một clip vậy ha. Xin chào các bạn ha, chúc các bạn học thật tốt các bạn ha.